Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay ngày 12 tháng 8 năm Tân Sửu, ngày hành đạo thứ hai của Trường Hạ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Vào giờ này, Chư Tôn Đức cùng toàn thể đại chúng nhất tâm hướng về Tam Bảo, cùng trì tụng Kinh Dược Sư để cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Cầu nguyện cho vong linh những nạn nhân không may tử vong do dịch COVID-19 được nương nhờ Phật lực tốc xả mê đồ, vãng sinh cực lạc. Cầu nguyện cho toàn thể chúng ta cùng thân bằng quyến thuộc được mạnh khỏe bình an, mọi sự được cát tường như ý. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thành quảng nghiêm dưới cây tiếng nhạc cùng chúng tỳ khưu chư đại bồ tát quốc vương đại thần ca ngang cư sĩ tam chúng trời rộng người với quý thần đông không xiết kể nhất tâm cung kính thỉnh Phật thuyết pháp nương Phật thần lực quỳ gối chắp tay hướng Phật bạch rằng bạch Đức Thế Tôn cuối xin nói rõ danh hiệu bản nguyện của các Đức Phật để cho mọi người theo đó tu hành được sinh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Lành thay văn thù sư lời ông muốn ta nói danh hiệu bản nguyện công đức chư Phật cho chúng hữu tình luôn được bình an trong đời thường pháp ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ lời ta dạy bảo. Cần thưa rằng chúng con muốn nghe cuối xin Thế Tôn mở lòng chỉ dạy Đức Phật liền báo này ông văn thù. Cảnh mười muôn ước cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Lưu Ly Giáo Chủ cõi này là Phật Dược Sư. Mọi người tôn kính vì Ngài biết rõ thực tướng các pháp giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn. Là vợ tôn quý khi hành Bồ Tát phát 12 nguyện khiến cho chúng sinh cầu gì được nấy nguyện lớn thứ nhất ta nguyện đời sau. Hào quang của ta chiếu khắp mọi nơi khiến cho chúng sinh thấy ánh sáng này thân tâm thanh tịnh đủ tướng trường phu. Rời biên trần khổ vào chốn niết bàn nguyện lớn thứ hai ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề. Như ngọc liễu lý tinh sạch hoàn toàn hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương tất cả chúng sinh ở nơi tối tăm đều thấy thân ta liền được an lành tùy tâm mãn nguyện. Ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề dùng trí phương tiện dạy cho mọi người tin yêu lẫn nhau làm cho dân giàu đất nước thịnh vượng. Ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề nếu có chúng sinh tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chính đạo, nếu theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề nếu có chúng sinh ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tịnh giới. Mà nghe danh ta tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo. Nguyện lớn thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng Bồ Đề thân hình hèn hạ không đủ sáu căn xấu xí khờ khạo tai điếc mắt mù nói năng ngọng nghịu tay chân tật nguyện chịu nhiều khổ nào nghe
tên ta rồi liền được khỏi bệnh thân hình đoan chính trí tề sáng suốt nguyện lớn thứ bảy ta nguyện đời sau nếu có chúng sinh mang bệnh hiểm nghèo không người cứu chữa không chỗ cậy nhờ nghèo cùng khốn khổ nghe tên ta rồi liền được khỏi bệnh thân tâm thanh tịnh quyến thuộc sum vầy ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề nếu có chúng sinh mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi nghe tên ta rồi thân tâm thanh tịnh trong thành chính ra nguyện lớn thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề nếu có chúng sinh xa vào lưới ma ta giáo ràng buộc khai thị cho họ khiến khỏi đường mê tu hành bồ tát sớm thành phật quả nguyện lớn thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề do bị vô minh pháp phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ nghe tên ta rồi nên đưa tiêu trừ nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề nếu có người nào nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác chuyên tâm trì niệm thì ta giúp họ đều được nó đủ và dạy pháp Phật khiến họ liền được giải thoát an vui ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề nếu có người nào nghèo cùng khốn khổ không có áo mặc muối mỏng cắn đốt nóng lạnh rãi dầu chuyên tâm trì niệm thì ta khiến họ có đủ đồ dùng y phục tốt đẹp của bao dư thừa này ông văn thù công đức lớn lao của Phật dừa sư vì thế cả ông nên khuyên chúng sinh nguyện về cõi tình của Phật dừa sư vì cõi Phật ấy đất bằng lưu ly cây báu thẳng hàng cũng như cực lạc của Phật Di Đà hàng hàng thanh chúng dưới sự hướng dẫn của hai Bồ Tát Nhật Quang Biên Chiếu Nguyệt Quang Biên Chiếu là bậc đứng đầu trợ duyên chính pháp của Phật dừa sư ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành giữ ôm lòng bón sen thiếu hẳn đức tin không bố thí tham lam ích kỷ cướp đoạt của người sinh làm ngạ quỷ đói khát khổ sở nhờ niệm danh hiệu của Phật dừa sư lại sinh làm người nhờ công đức ấy nhớ khổ ngạ quỷ nên hành bố thí tăng trường thiền căn tu Bồ Tát đạo này ông văn thù lại có những kẻ hủy trai phá giới làm mất chính kiến khen mình chê người tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma xa vào đường ác nếu nghe danh hiệu của Phật dừa sư liền khỏi đường mê quay về bờ giác xuất gia học đạo kinh thở tam bảo thành tiêu luôn đồ trong lên bờ giác ở trường hợp khác nếu bị kẻ ác nhờ cày quỷ thần hoặc là phù thủy
niệm của chú éo khổ sở vô cùng. Tiểu đại thần chú thi kẻ hung dữ cũng phải hiền lành và phát lòng thành quy Tam Bảo. Nếu có Phật tử tu theo tịnh độ đến luôn mang chúng mà nghe danh hiệu Đức Phật dựa xứ thì cũng sẽ được Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Dược Vương, cũng đưa gì làm Ngài Vô Tân Y, Ngài Bảo Đàn Hóa từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến áo thất vào sinh trong sen báu của Phật Di Đà. Đời đời hưởng phúc tuổi trời khi hết sinh lại nhân gian làm truyền luân vương được người tôn kính bốn phương yên tĩnh không có ác ma. Chiếng tu lùng thiền ba nghiệp thanh tịnh đủ tướng trường phú này ông Văn Thù Đức Phật dược sứ sau khi thành đạo liền vào trình đình Hoa Phật trên đỉnh thuyết Đà La Ni thần chú tiêu tai khiến cho chúng sinh ba cõi bốn loài hết bệnh quái ác. Âm bình nan ý chỉ tùng chú này vào bát nước sạch không có vi trùng cho người bệnh dùng liền được khỏe mạnh sống lâu vô bệnh. Xin về nước Phật được ngôi bất thoái bây giờ Văn Thù cầu xin Đức Phật truyền tụng kinh này giải ách trừ tai cứu đời mở đạo. Nếu có người nào cũng giảng cầu phú thì trước phải tạo đủ bảy tôn tượng Đức Phật dựa sứ để trên tòa cao rải hoa dâng hương đốt đèn nối mạng. Không dân không buồn thương xót chúng sinh khởi tâm cứu hộ luôn nhớ bàn nguyện Đức Phật dựa sứ đọc tụng suy tư dạy người làm phúc. Không thể nghĩ bàn nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quan lại hành hình. Trên non hồ giữ sư tử độc xa giặc ra khắp nơi hết đường chạy thoát nhờ căn lành trước nên nhớ danh hiệu của Phật dựa sứ. Chuyên tâm trì niệm tất cả tội này theo đây tan mất nếu có Phật từ lỡ phạm cấm giới sợ xa đường ác kính trọng tôn thờ Đức Phật dược sứ. Nhớ công đường này khỏi đường sinh từ nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sinh sức lực tiêu tan tưởng chừng phải chết nhờ niệm danh hiệu Đức Phật dược sứ. Liên hết khổ đau hà sinh mau lẹ mẹ con bình an. Phật hỏi A-nan có tin việc ấy A-nan đứng dậy mà bật Phật rằng mặt trời lành lại lời nói Như Lai không bao giờ sai nhưng chúng đời sau tính hay tự cao không tin lời Phật sẽ bị xa đọa vào ba đường ác. Có vị Bồ Tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn sau khi Như Lai nhập cõi Niết Bàn bệnh nặng ốm gầy bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không
khỏi lại thấy sứ giả của vua Diêm Ma. Sau khi kiểm tra đưa hồn người đó về nơi âm phủ, nếu có Phật tử vì người bệnh ấy rước đủ bảy thầy treo phát nỗi mang, hết lòng cầu nguyện Đức Phật rửa sư Quang Vương Như Lai có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ti. Cho nên từ đây siêng năng tu phúc thì đậu sinh ra trong đời mà pháp vẫn được bình an. Muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phán, làm sao giải oán cho người đã chết cứu thoát, Bồ Tát liền giải đáp rằng: muốn được bình an, tất cả người thân phải giữ đầy đủ tám phần trái giới, mở kho bố thí cúng dường chúng tăng, lập đàn chéo phan trước tượng dừa sư 49 ngày đêm. Chư tăng cầu nguyện lễ Phật dừa sư thân chú trừ tai, làm đủ việc ấy bệnh khổ tiêu trừ. Bây giờ A-nan nói mạng đã hết, làm sao không chết mà được sống thêm. Hiện giải thích rằng Thế Tôn đã dạy chín loại hoành hồn, cho nên ta khuyên đốt đèn treo phán để khỏi tai nạn được sống lâu dài. Thật chưa hết số, nhưng vì quá khổ nên phải chết oan. Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc bệnh không đang chết mà phải qua đời. Chỉ thì chơi bời ham mê từ xa. Thứ ba, bị bắt rồi sự tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Thứ sáu, lại bị ác thú ăn thịt. Rồi từ trên cao. Thứ tám, khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn nên bị chết oan, phải làm hoạnh tử. Ở trên thế gian thường làm vì A Diêm Vương xử phạt nên giảm tuổi đời. Ta khuyên các người phóng sinh tu phúc để được sống lâu. Bây giờ trong chúng đại tường dừa xoa cùng các thần binh, tất cả phát tâm quy Tam Bảo và nguyện vì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào. Vì lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai, cầu gì được nấy. Và trong lúc ấy dùng chỉ năm mẫu hút tên ta vào, hướng nguyện đầy đủ mới tháo dây ra. Tên chúng ta là tướng cung tỳ la tướng Phật Triệt La Tướng Mai Si La Tướng An Đề La Tướng San Đề La Tướng Nhân Đạt La Tướng Ba Di La Tướng Ma Hồ La Tướng Chân Đạt La Tướng Chiếu Đồ La Tướng Tỳ Yết La Đức Phật Thích Ca liền khen 12 đại tướng được xóa cùng các thần binh cứu khổ độ sinh. Để nên chư Phật A Nan lại bạch: làm sao anh chỉ xin Phật chỉ bảo Thế Tôn dạy rõ kinh này gọi là dừa sư liễu ly Quang Vương Như Lai bàn nguyện công đức. Thần tượng dừa xóa kết nguyện thần chú lợi chúng sinh cũng gọi
bạt trừ tất cả nghiệp chướng. Phật nói lời này chữ Đại Bồ Tát cùng chúng tỳ khưu và Bà La Môn các hàng cư sĩ tam chúng trời rồng người với quý thần hết thầy đại chúng nghe lời Phật dạy kính cần phụng hành giờ sự quan định trên môn mà mô bạc già và tế bề sai xa lũ rô bề liễu ly bát lật bà la già ta đắp thà yên ta ta tam bồn đà 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 địa ta an bề sai thề bề sai thề bề sai xa tam hồ yết đế xa nam mô bạc già phạt đế văn lần bà la xa ta đắt đà yết đa gia la hát đế tam diệu tam bồn đà đà đắt địa ta an bề sai thề bề sai thề bề sai xa tam hồ yết đế xa nam mô bạc già bạn lần bà la sa ra đắt tha yết đa ra la hát đệ tam diệu tam bồn đà ra đắt địa tha an bề sai thề bề sai thề tam môi đề sa ha dài kết dài kết dài oan kết nghiệp chướng bao đời đều dài hết rửa sạch lòng chân pháp tâm thành kính cầu xin giải kế dược sư Phật tiêu tai diệt thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật liễu ly quang vương Phật nam mô đông phương giáo chủ dược sư liễu ly quang vương Phật nam mô đông phương giáo chủ dược sư liễu ly quang vương Phật nam mô tiêu tai diệt thọ dược sư Phật nam mô Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật Nam mô Tiêu Tai Diệt Thọ Dược Sư Phật
rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ rửa sư Phật Nam Mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Bồ Tát Nam Mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Rửa Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Rửa Sư Hội Thượng Phật Bồ Nam Mô Hiền Tòa Đạo Tràng Giáo Chủ Bàn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại chứng minh. Từ thời nhân ngày hành đạo đệ tử chúng đẳng cung đối Phật tiền, chỉ tụng kinh chú xưng tán hồng danh nguyện, đem công đức này cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Nguyện mười phương thượng trụ tam bảo điều ngự bàn, Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn đạo, Sư A Di Đà Phật từ bi tiếp độ vong linh đồng bào tử nạn do dịch Covid-19, nương nhờ Phật lực tốc xả mê đồ vàng sinh cực lạc. Lại nguyện đệ tử chúng đẳng cùng thân bằng quyến thuộc phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trường. Từ thời vô hạn ách tai ương bát tiết hưởng vinh quang phúc thọ, phổ nguyện âm siêu dương thịnh hải yên hà thanh, pháp giới chúng sinh tình dự vô tình tề thành Phật ni đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. À, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Love.
con về nương tựa tăng chung xuất gia thanh tịnh sau căn thường vắng lặng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.